Kinh tế mới, nỗi kinh hoàng của người dân miền Nam sau năm 75. Sau năm 75, Việt Cộng đã lùa người dân miền Nam vào chỗ chết qua cái gọi là vùng kinh tế mới và di dân từ các tỉnh đồng bằng phía Bắc với Tây Nguyên, đặc biệt là Đắk Lắk, Lâm Đồng và tới miền Đông Nam Bộ, đặc biệt là Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai theo các chuyến tàu Bắc Nam. Đúng với những gì Đỗ Mười tuyên bố với các đồng chí hàng bắc bó của họ, giải phóng miền Nam, chúng ta có quyền tịch thu tài sản, trưng dụng nhà cửa, hãng xưởng, ruộng đất chúng nó, xe chúng nó ta đi, vợ chúng nó ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ, còn chúng nó thì ta đày đi lao động khổ sai vùng kinh tế mới vào nơi rừng sâu nước độc. Chúng nó sẽ chết lần mòn. Kinh tế mới là cái mỹ từ do Đảng Cộng sản đặt để ra, cũng như cái mỹ từ học tập cải tạo vậy. Thực chất, đây là những vùng đất ở những nơi rừng thiêng nước độc không người lui tới để lưu đày tất cả các gia đình ngụy dân. Những vùng kinh tế mới toàn là rừng núi hoang vu, đất đá khô cằn, trong sáng, sáng chết, trong khoai, khoai khô. Không một loại ngũ cốc nào sống được đúng với những gì tên khắc máu Đỗ Mười nói. Ta sẽ đày chúng nó đi lao động khổ sai vùng kinh tế mới vào nơi rừng sâu nước độc. Chúng nó sẽ chết lần mòn. Chính vì vậy, sau những tháng năm phải dùng những bàn tay mà vốn trước kia chỉ quen với phấn trắng bạn đen, các thầy cô giáo ngụy, sau khi lâm vào những căn bệnh xuất sắc rừng, có nhiều người đã phải chết ngay trên vùng kinh tế mới. Và những giọt nước mắt của họ đã rơi trên những thi thể của con em của mình đã chết vì bệnh tật, đói, lạnh và kiệt sức. Họ cũng đã nhỏ máu 10 đầu ngón tay vì phải vạch gai rừng, đào huyệt mộ trên vùng đất đá để chôn xác người thân. Và cũng không có quan tài, chỉ bó xíu mà thôi. Kinh tế mới, một thủ đoạn trả thù độc ác của loại kỵ bắt bó chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Thưa với lại quý vị là chúng tôi xin phép với lại quý vị hôm nay để được thưa với quý vị một câu chuyện khác. Nó có tính cách mà điều mà thưa với quý vị là trong suốt cái tháng 4 vừa qua, cá nhân chúng tôi không muốn đề cập tới cái ngày 30 tháng 4. Nhưng mà hôm nay thì nó đã cận kề quá rồi. Nó là một cái ngày cuối cùng của tháng 4 rồi. Thì sở dĩ mà chúng tôi không muốn trình bày về cái vấn đề này đó là bởi vì cái ngày 30 tháng 4 nó là một cái vết nhơ trong lịch sử Việt Nam mà người Cộng sản phải gánh chịu lấy cái trách nhiệm này. Chúng tôi muốn lấy cái tựa đề của nó là 30 tháng 4, một ngày không quên. Sở dĩ mà tôi muốn trình bày nó là một ngày không quên là bởi vì mỗi người trong chúng ta có thể cái ngày sinh của mình đó, mà thường chúng ta gọi là sinh nhật trong năm, có khi nó đến cái tháng đó chưa chắc mình lại nhớ. Nhưng ngày 30 tháng 4 không thể quên được. Suốt một tháng qua tôi không muốn nhắc tới. Một lần nhắc tới là một lần đau lòng. Bây giờ chúng tôi xin được phép trở về với lại cái tổ chức hội nghị bàn tròn của đài BBC tổ chức ngày 23 tháng 4 vừa qua. Ở trong đó có một số ý kiến. Thực ra thì những ý kiến này cũng là những ý kiến đúng chứ không sai. Nhưng nó chưa đủ. Họ đặt ra một số những cái vấn đề là cái chủ đề của nó được là có ngược đãi hay không hậu 30 tháng 4. Đó là cái chủ đề của bàn tròn do BBC tổ chức ngày 23 tháng 4 vừa qua. Thì có những cái ý kiến của một số những vị được mời để tham dự. Ở đây chúng tôi chỉ xin được phép bình luận riêng về cái ý kiến của một người là Đại tá Phạm Hữu Thắng, nguyên chuyên viên nghiên cứu cao cấp của Viện Lịch sử Quân sự Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam từ Hà Nội, nói: tôi nghĩ bây giờ tìm lại những bằng chứng để có những việc tìm lại những việc đó cũng hơi khó,
Và tôi cho rằng dần dần pháp luật quy định lại thì có thể những điều nào vô pháp luật quá sẽ tìm, và có bằng chứng rõ ràng thì người ta cũng sẽ tìm, người ta cũng sẽ giải quyết. Nhưng mà bây giờ thành một chính sách riêng, bản thân tôi nghĩ là hơi khó, vì nó cũng lâu lắm rồi. Nhà nghiên cứu lịch sử quân sự này đã phát biểu như vậy trong cái hội nghị bàn tròn. Thưa với quý vị, ở đây chúng tôi xin phép không phê bình những cái ý kiến của một số những vị khách được mời tham dự, ngoại trừ ý kiến của Phạm Hữu Thắng, mà chúng tôi xin được lặp lại một cách rõ ràng là nguyên là chuyên viên nghiên cứu cao cấp của Viện Lịch sử Quân sự Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam. Cái vấn đề người ta đưa ra ở cái hội nghị bàn tròn này là người ta đặt cái vấn đề là có hay không có vấn đề ngược đãi sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 phát xuất từ Đảng Cộng sản đối với lại quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, miền Nam nói riêng và toàn dân miền Nam nói chung. Như vậy người ta có muốn đặt ra cái vấn đề là một cá nhân nào đó đã có những cái hành động đối xử ác độc đối với lại quân dân miền Nam hay không? Không. Đây không phải cái chủ đề để đi tìm một cá nhân nào đó có cái hành động ác độc. Cái hành động ác độc của một cá nhân á, xã hội nào nó cũng có. Người ta không cần đặt cái vấn đề đó ra. Đặt vấn đề ra ở đây là cái chính sách của nó. Cái chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra để áp đặt cho quân dân cán chính miền Nam Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chứ không phải người ta muốn đặt lên cái đi tìm một cái hành động ác độc của một cá nhân. Vậy thì khi nó đã là một chính sách của một chính thể thì có khó tìm không? Tại sao một người tự nhận mình và đã giữ những cái trách nhiệm là chuyên viên nghiên cứu cao cấp của Viện Lịch sử Quân sự lại trả lời một câu mà thiếu tất cả những cái gì đó có tính cách, có tư cách của một người nghiên cứu lịch sử? Đây là một lời phát biểu hoàn toàn có tính bao che cho hành động tàn bạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Mà ngay từ đầu chúng tôi đã nói rằng ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một ngày, là một cái vết nhơ cho lịch sử dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam gây nên. Trong cuộc chiến, ai trong chúng ta cũng phải chấp nhận một điều rằng anh không bắn tôi thì tôi phải bắn anh. Tôi không bắn anh là bởi vì nếu tôi không bắn anh thì anh cũng bắn tôi, vì nó là chiến tranh mà. Ok, cái đó ai cũng đồng ý, có thể bỏ qua một bên. Nhưng sau chiến tranh thì vấn đề áp đặt những cái hành động bạo ngược phát xuất từ chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi xin được đi vào chi tiết hơn một chút xíu. Khi nói về chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, hẳn không ai trong chúng ta, kể cả đồng bào trong quốc nội, có quên được không? Những ngày sau 30 tháng 4 năm 1975, có quên được không? Đó là một ngày không thể quên. Chỉ còn một vài ngày nữa thôi, chính những người Cộng sản sẽ tổ chức ăn mừng, mà họ tổ chức ngay tại Sài Gòn, mà họ lấy cái tên, đã đổi cái tên nó thành thành phố Hồ Chí Minh. Họ chuẩn bị hàng chục ngàn người để diễn hành trong cái cuộc diễn binh này, để phô trương, để vinh danh một cái chiến thắng mà người ta cho rằng cái chiến thắng đó là một cái chiến thắng ảo. Nó không phải là cái chiến thắng thật. Nếu nó là một cái chiến thắng thật đó, thì đất nước ngày hôm nay đâu đến nỗi mà để nằm trong cái khống chế của Trung Cộng. Họ đã đánh đuổi được thực dân Pháp ở trận Điện Biên Phủ. Không phải đây là cái công của Đảng Cộng sản, mà toàn dân Việt Nam lúc đó đều chống lại thực dân Pháp, cũng như các dân tộc Á Phi khác bị khống chế bởi thực dân Pháp. Các đảng phái như Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội đều là những lực lượng đứng lên chống lại Pháp. Nhưng
Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã tìm cách tru diệt những lực lượng này, điển hình như cụ Phan Bội Châu. Lịch sử, tài liệu đã chứng minh Hồ Chí Minh đã bán cụ Phan Bội Châu cho thực dân Pháp. Sau khi đánh đuổi được thực dân Pháp, Hiệp định Geneva ký, Cộng sản Việt Nam đã áp dụng tàn độc hơn thực dân Pháp tại miền Bắc. Tài liệu đã có đầy đủ, từ cải cách ruộng đất cho đến tất cả mọi thứ. Bây giờ chúng tôi xin được trở lại sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cái chính sách đó là cái gì? Vì nó được ghi trong văn kiện Đảng toàn tập do nhà xuất bản chính. Ngày đầu tiên bước chân vào miền Nam Việt Nam á, Đảng Cộng sản Việt Nam đã áp dụng một cái chính sách mà ai cũng nhìn thấy ngay, ứa nước mắt. Đó là huy động một số những cái em thanh niên trẻ được dẫn đầu mỗi toán bởi một cán bộ cộng sản để đi tịch thu sách ở các tư gia cũng như tại các tiệm sách. Ngay tại Sài Gòn, nhà tôi cũng bị vào tịch thu sách. Ông cụ tôi, ông hơi ngang, ông ấy đuổi, ông không cho vào. Ông ấy, vì ông ấy là một giáo sư ở Sài Gòn, ông có nói nhà thầy chỉ có sách để dạy học thôi nha, không ai vào đây tịch thu được đâu đó. Tôi nghĩ rằng nếu mà lúc đó cương lên đó thì chắc ông cụ tôi chết tại chỗ. Nhưng họ đã rút đi và họ đi vào những cái nhà khác để tịch thu sách. Thưa với lại quý vị là đó là cái hành động mà nó ở vào một cái thời kỳ trung cổ, cái thời kỳ mà của Tần Thủy Hoàng đốt sách giết học trò. Đó là một trong những cái hành động của chính sách, không phải là của một cá nhân. Ta đi tìm lên, ta đi tìm cái hành động gian ác của chính sách do Đảng Cộng sản đưa ra, chứ không phải hành động của một vài tên công an cai tù đánh đập tù nhân. Chuyện không đáng nói tới. Ở cái hội nghị bàn tròn của BBC đưa ra là muốn nói đến cái chính sách, mà chính sách thì không có khó tìm vì nó đã có văn bản và nó đã là hiện thực mà cả hơn 20 triệu người dân miền Nam Việt Nam lúc đó vào năm 1975 thì có hơn 20 triệu thôi. Ai mà không biết chuyện đó, mà lại do một nhà nghiên cứu lịch sử của Cộng sản nói rằng bây giờ khó tìm. Tìm cái gì? Tôi đâu, chúng tôi không cần đi tìm những cái cá nhân phạm tội khi mà đọa đầy những cái quân dân cán chính miền Nam Việt Nam, hoặc là trả thù riêng, không cần. Đây là cái vấn đề đặt ra là vấn đề chính sách mà Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm. Thì thưa với lại toàn thể quý vị, bây giờ nói về cái chính sách đó thì đầu tiên đó, chúng ta thấy rằng họ đã áp dụng cái chính sách là đánh cho kinh tế miền Nam xuống thấp bằng kinh tế miền Bắc qua cái hành động đánh tư sản mại bản. Họ cố tình dành ghép thêm hai chữ mại bản vào phía sau. Thật sự ra họ chủ trương cướp đoạt tài sản của miền Nam Việt Nam. Cái giai đoạn đầu người ta cố tình đánh vào những nhà tư bản để cho những cái sự phẫn uất nó chỉ được thu gọn ở trong cái giới giàu có ở miền Nam mà thôi. Nó chưa đánh sang toàn bộ quần chúng ở miền Nam. Nhưng sau đó thì cái việc mà đánh cái nền kinh tế của miền Nam Việt Nam đó, khiến cho dân miền Nam đó nhà sạch nhà, phố sạch phố. Đó là một trong những khẩu hiệu được đưa ra ngay từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ở miền Nam nhà cửa và đường phố đâu có đến nỗi bẩn thỉu để mà nói nhà sạch nhà, phố sạch phố, ám chỉ như là một lệnh. Ok, dọn hết toàn bộ, dọn hết toàn bộ. Kính thưa với lại quý vị là cái chính sách được áp dụng đó ở miền Nam Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 nhiều lắm. Trước khi trở lại những cái chính sách đó để chia sẻ với quý vị, xin quý vị đừng rời máy để theo dõi một số những cái thông báo sinh hoạt cộng đồng và chúng tôi sẽ trở lại.
Xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin được trở lại với quý vị về một số những cái chính sách mà Cộng sản đã áp dụng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Không ai trong chúng ta là không biết, ngoại trừ một số các em được sinh ra sau năm 1975 thì không là chứng nhân của những cái hành động tàn bạo đó. Nhưng những người mà năm nay ngoài 50, 60, không ai có thể quên được những cái chuyện đó. Thưa với lại quý vị, một trong những cái sách, cái chính sách đó, gian ác là sau khi đánh tư sản mại bản, đổi tiền, đã, bây giờ toàn dân miền Nam chết rồi. Lấy 500 đồng của Việt Nam Cộng Hòa đổi lấy 1 đồng của Cộng sản. Quý vị nghĩ xem, tàn bạo đến mức độ nào? 500 đồng để đổi lấy có đồng, mà lại còn giới hạn rằng chỉ được đổi 2.000 thôi. Sao? Còn lại bao nhiêu? Đốt, vứt. Nhưng bọn chúng đã cướp tại các ngân khố suốt từ vĩ tuyến 17 chạy về cho tới Cà Mau. Nó đã cướp toàn bộ số tiền đó nằm trong ngân khố và tự chúng đã đem đi đổi để nó lấy được cái số tiền mới. Thành ra nó vẫn giàu hơn mình. Một số những câu hỏi đặt ra là sao Cộng sản nó mau giàu thế? Đây cũng là một trong những cái khởi điểm mà chúng nó giàu đấy. Ở đây chúng tôi xin mở, được phép mở ngoặc một chút xíu. Có cái khoảng thời gian vào khoảng cả chục năm trời, người ta đổ tội cho ông Nguyễn Văn Thiệu là lấy 16 tấn vàng, bây giờ hồ sơ nó bạch hóa hết rồi. 16 tấn vàng đó do chính Cộng sản Việt Nam lấy và đã đem cống hiến cho Liên Xô để trả nợ cái gì đó. Tất cả những hành động đó là một hành động cướp đoạt của một vụ án cướp có vũ khí. Đối với luật hình thì đây là một tội gia trọng, đối với lịch sử đây là một vết nhơ. Chính sách đổi tiền sao? Tới chính sách di dân đi vùng kinh tế mới, đuổi toàn bộ những người dân miền Nam Việt Nam ở trong các thành phố về những cái vùng hoang dã. Tất cả những cái chứng bệnh của sơn lam chướng khí, người miền Nam Việt Nam phải gánh chịu. Tôi còn nhớ cái ngày đó tôi đang nằm ở trong trại tù Chi Hỏa. Cũng may mắn sau hơn một năm thì gia đình đã thăm. Vợ tôi vào thăm có nói như thế này: này bố, họ sẽ yêu cầu bố ký cái cam kết là họ sẽ thả ra khỏi tù nếu đi kinh tế mới. Vợ tôi nói đừng ký nha. Có một người nào mà vợ mà lại ác đến cái mức độ mà bảo chồng đừng có cái ký cái giấy cam kết để ra khỏi tù bao giờ không? Vợ tôi chỉ có nói một câu: hãy thương các con, anh mà ký một cái thôi đó là nó bắt mình phải đi kinh tế mới ngay, mà chưa chắc đã thả anh ra và con mình sẽ chết. Anh cứ nằm trong đó để chịu đựng những cái ngày tù này thôi, vì cả dân tộc của chúng ta đang ở trong tù. Tôi bảo tôi chấp nhận chuyện đó, mà tôi mà hạ bút xuống ký một cái thôi là nó sẽ tống vợ con tôi đi kinh tế mới. Và vợ tôi xác nhận rằng nếu mà đi kinh tế mới là chết các con ngay. Biết bao nhiêu gia đình đã chôn thây ở tại những vùng kinh tế mới do Cộng sản thiết lập lên. Nó gọi là vùng kinh tế mới nghe cho có vẻ đẹp, luôn luôn dùng những ngôn ngữ đó, nhưng thật sự đó là một hình thức đi đày. Toàn bộ dân miền Nam Việt Nam bị đi đày, bị ngược đãi trong đối xử. Có hay không? Nó là hành động của một cá nhân không? Hay của một nhóm người không? Hay đây nó là cả một cái chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam áp đặt lên miền Nam Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975? Vậy thì có gì để gọi là khó đi tìm thấy nó? Mà một nhà nghiên cứu lịch sử của Cộng sản nói bây giờ khó đi tìm lắm, nó cũng chẳng có bằng chứng nào cả. Trời đất, biết bao nhiêu quân cán chính miền Nam Việt Nam, biết bao nhiêu người dân miền Nam đã chết ở tại những vùng sơn lam chướng khí. Bây giờ tôi đi vào một cái vấn đề khác, đó là một vài câu chuyện trong tù mà chúng tôi
muốn quý vị được nghe, hoặc có thể quý vị đã nghe rồi. Câu chuyện này, một nhân chứng hiện nay còn sống ở tại Houston là một thiếu úy nhảy dù của tiểu đoàn 11. Khi đó vào năm 1977 đầu 78 thì Pol Pot bắt đầu pháo sang bên phía Tây Ninh. Thì ở gần đó có cái trại Bù Gia Mập. Thì cái tất cả các trại và các người tù đó phải chuyển về các trại khác. Và có một số đã chuyển về cái trại tù của tôi. Khi đó tôi đã rời khỏi Chí Hòa để ra trại tù Z30C Hàm Tân. Thì cái người thiếu úy của tiểu đoàn 11 nhảy dù này đã kể cho tôi nghe. Anh em em chết. Hỏi sao vậy? Tụi nó ác quá. Hỏi sao vậy? Anh có bao giờ tưởng tượng rằng một mạng người chỉ đẳng bằng một cái gói bao thuốc vàm cỏ không? Tôi hỏi sao vậy? Khi mà tụi em phải đi lao động khổ sai về ngang qua một cái suối thì tụi em ở đó tắm. Thế thì ba bốn cái tên mà vệ binh gọi là đi để mà giữ an ninh, sợ rằng những cái người tù này trốn á, nó ngồi ở trên bờ nó nhìn xuống. Hai đứa nó đánh cá với nhau, nó nói nó chỉ một người. Nó bảo chứ tao đố mày biết thằng kia nó chịu được mấy phút. Tôi nói như thế quý vị chưa hiểu nó là cái chuyện gì cả. Một tên nó nói thằng này nó có thể chịu được 3 phút. Tên kia nói nếu bây giờ mà nó chịu được quá 3 phút tao mất mày với một bao vàm cỏ. Mà đến 3 phút mà nó chết đấy thì mày mất tao bao vàm cỏ. Hai đứa nó thỏa thuận với nhau như vậy. Rồi á, nó gọi cái người tù đó lên, nó bỏ vào cái bao bố, nó ném xuống dòng suối đó, nhận chìm ở dưới đó. Sau đúng 3 phút nó kéo lên. Hễ người đó còn sống thì tên này nó được bao vòng cỏ. Nếu tên này, nếu người tù này chết thì tên kia nó được bao vòng cỏ. Quý vị tự nghĩ xem cái hành động như thế nó còn nhân tính hay không? Anh em chúng tôi chết vì vậy đó. Chỉ vì một bao vàm cỏ thôi đó. Mạng sống của anh em chúng tôi đã được đánh giá như vậy đó. Nếu chính sách không chấp nhận để cho những người cán bộ đó giết chúng tôi thì họ không dám làm như vậy. Cái này là phát xuất từ chính sách chứ không phải là phát xuất từ những cá nhân đó. Cộng vào đó những cái chết oan khiên khác, không phải chỉ của riêng anh em quân cán chính, mà của chính người dân bình thường không can dự gì vào cuộc chiến. Cũng giống như anh chị em tôi còn sống ở miền Bắc, không can dự vào cuộc chiến. Họ cũng không đi vào quân đội, họ cũng không đi bê, họ cũng chẳng gì cả. Tại sao họ phải chết? Tại sao người dân miền Nam Việt Nam lại phải chết lúc đó? Một trong những cái gian ác hơn nữa mà đáng nhẽ anh em chúng tôi chết hết chứ không phải còn ngồi hôm nay ở đây để thưa chuyện với quý vị. Đó là một số những anh em nào đã từng ở trong các cái trại tù tập trung đó thì nhớ lại, tôi kể lại này. Chung quanh những trại tù đều có hàng rào kẽm gai và chồng tre. Được vào khoảng một thời gian đến năm đầu năm 1900, cuối năm 1978 thì bắt đầu nó có lệnh đào những cái giao thông hào ở phía ngoài hàng rào tre đó. Nó nói rằng là sợ rằng người cả các cái anh em tù trốn chạy. Nó đào ở cái đáy, tức là đào thành một cái hình thang mà đáy nhỏ nằm ở sâu ở dưới 2 thước, cao là 3 thước rưỡi. Bề ngang trên là 3 thước rưỡi. Và nó cao vào khoảng lối chừng 2 đầu người. Chúng tôi phải đào cái đó. Sau đó chúng tôi chuyển ra cái trại tù Xuân Phước. Trại này nó nằm ở ngã ba Chí Thạnh, từ ở Nha Trang đi ra Tuy Hòa bên tay trái, để rẽ vào trong đó khoảng từ 15 tới 20 cây số thì nó có một khu Đồng Xuân. Ngày xưa quân đội, cái lực lượng lôi hổ của Đại Hàn nó đóng ở đó cùng với nhóm biệt kích của mình. Chúng tôi được chuyển tới cái trại đó thì nó bắt đầu ao cá.
nó gọi một cái danh từ rất là mỹ miều là ao cá Bác Hồ. Trong cái cuộc đào ao đó đó, và nhiều ao lắm, thì tôi có nghe được chính tai tôi, nghe được hai tên cán bộ nói với nhau: tụi này nó ngu quá mày ạ. Nó không biết rằng đang đào cái mồ chôn chúng đó mà chúng nó đào hùng hục. Đó là tất cả những cái chỗ để mà họ chuẩn bị tàn sát anh em quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa tập thể. Tàn sát tập thể. Nếu không có những cái can thiệp của quốc tế một cách mạnh mẽ, những cái tiếng nói của những đồng bào của chúng ta đã may mắn đi được vào cái kỳ cuối tháng 4 và đầu tháng 5, vượt biên ra bên ngoài để lên tiếng về vấn đề này đó, thì có thể nói anh em chúng tôi ở trong chết hết rồi. Một trong những cái sức mạnh để mà can thiệp về vấn đề đó đó, phải nhận thức đó là Hoa Kỳ. Họ đã đưa ra một cái kế hoạch là cấm vận vì lý do vi phạm nhân quyền. Rồi có những cái can thiệp ngầm nào khác nữa. Tất cả những cái giao thông hào để ngăn chặn sự trốn chạy của các người tù, hoặc là những cái ao cá với danh gọi mỹ miều là ao cá Bác Hồ, đều là những ngôi mộ tập thể trong tương lai để tàn sát chúng tôi. Đó là chính sách. Không có một tên trại trưởng nào lại bảo rằng là đi đào cái ao đó để nó chuẩn bị nó giết chúng tôi cả. Nếu không có lệnh từ Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tất cả các trại tù đều đào như vậy hết. Đây là chính sách. Không cần phải cả đi tìm bằng cớ gì cả. Các anh đã có giấy tờ rõ ràng. Đừng chối cãi. Điều mà thưa với quý vị chúng tôi không muốn nói tới. Suốt từ đầu tháng 4 cho đến bây giờ đã có 4 chương trình tôi không muốn nói tới vấn đề này. Nhưng một sự gian lận trong hội nghị bàn tròn ngày 23 tháng 4 của BBC mà bên phía Cộng sản Việt Nam đã tìm cách chối bỏ cái tội lỗi của mình đối với Tổ quốc và dân tộc. Và tất cả những việc gì họ chuẩn bị làm trong tương lai nữa, chúng ta cần theo dõi. Trách nhiệm không phải là của một cá nhân. Trách nhiệm không phải của một đảng phái. Trách nhiệm không phải chỉ của anh em quốc đội, mà trách nhiệm chung của những ai còn lương trì đối với dân tộc Việt Nam. Đầu tiên là do Mỹ gây ra. Phải tìm cho được tất cả những đường đi nước bước của Đảng Cộng sản trong những ngày sắp tới, để đất nước chúng ta sẽ lâm vào cái cảnh đô hộ bởi Trung Cộng. Phải tìm cách ngăn chặn cho được bằng mọi cách, với tất cả các chiến dịch, như anh em trong các cái xã hội dân sự, như các hội tù nhân lương tâm, hội bầu bí, và hiện tại bây giờ là những cái cuộc biểu tình chống chặt cây xanh ở Hà Nội. Xin thưa với quý vị, hãy nhìn lại cái cuộc đấu tranh của dân tộc Ba Lan, khởi đầu chỉ là yêu cầu giá thịt bò giảm xuống thế thôi. Khởi đầu cuộc đấu tranh của công đoàn Ba Lan là yêu cầu giảm giá thịt bò. Và từ đó nó đã kết hợp để làm một cuộc cách mạng đưa Ba Lan đến tự do, kéo theo sự sụp đổ của Đông Âu. Vậy thì với những cái chiến dịch của đồng bào trong quốc nội đang biểu tình để đòi tăng lương, đòi quyền hưởng cái tiền lương hưu của mình, chống lại cái sự cướp đất cướp nhà, và một trong những chiến dịch đang lớn nhất hiện nay đó là vụ cây sạch. Vậy thì nó đã có những cái bước đi mạnh mẽ hơn của Ba Lan là chỉ đòi giá thịt bò mà thôi. Chúng ta cần kết hợp trong và ngoài nước, trách nhiệm của tất cả dân tộc của chúng ta trong lúc này, trước lịch sử, trước tổ tiên của chúng ta. Không thể nào cái thế hệ này lặng thinh, vô cảm để cho Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước. Thưa quý vị, thời gian cũng đã quá đi một vài phút rồi. Chúng tôi xin phép được ngừng ở đây. Nếu mà nghĩ rằng cần phải đào sâu thêm vấn đề này nữa thì chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau. Còn nếu không thì chương trình sau chúng tôi xin phép với quý vị để trở lại
cái đề tài là cuộc chiến tài chánh giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Xin cảm ơn toàn thể quý khán giả và xin kính chào toàn thể quý vị. Trước hết, mình nói về cái chuyện đất nước trước. Thì ngày 30 tháng 4, có lẽ tất cả dân Sài Gòn, họ cũng hình dung được phần nào, cái số phận của họ, cũng như số phận của đất nước họ. Nhưng mà thực tế là xảy ra là quá sức tưởng tượng của họ. Quá sức cái tưởng tượng của họ. Một cái kết quả mà tất cả thế giới đều biết đó, là dân Sài Gòn sống không nổi, chỉ một thời gian ngắn thôi mà phải bỏ xứ ra đi, không biết đi đâu, không biết đi đến chỗ nào, nhưng mà cứ đi. Lúc đó là người ta có cái câu mà cột đèn nó biết có chân nó cũng đi, mà họ đi để tìm một cái sự gọi là cái tự do của con người. Bởi vì sống sau khi mà cộng sản Bắc Việt vào trong Nam chiếm rồi thì cái quyền con người nó mất hết rồi. Và cái nhân phẩm con người cũng mất luôn. Đó, thầy không còn cái gì để mà sống hết tất cả. Cho nên họ tìm cái con đường sống trong cái chết, đi cái chết đó, mà làm cho chấn động tất cả hoàng vũ, tất cả trên thế giới như quý vị đã biết đó. Là đến bây giờ đó, để rồi tất cả động lòng tới tất cả các nước. Và để tất cả các nước đều phải giang tay rộng mở để đón tất cả những người tị nạn. Và có thể nói người Việt tị nạn cộng sản, phải dùng đúng cái chữ của họ, cộng đồng đó, nó ở khắp cùng cả thế giới bây giờ đó. Và nó thành một cái cộng đồng bây giờ tức là cũng phải trên 3 triệu rồi đó, như quý vị biết. Thì đó là cái hậu quả của cái ngày miền Nam nó lọt vào tay cộng sản là như vậy, chỉ nói vắn tắt thôi. Còn cái vụ mà tôi cho là lặt vặt đó, là cao bằng miền Nam bằng cách đổ tiền 3 lần, tịch thu tài sản mặc dù người ta không có tội gì hết, gán cho người ta cái tội, ví dụ chẳng hạn là kinh tế mày sao mày bạn đó, để rồi tịch thu tất cả tài sản. Bây giờ tất cả những người nào mà bây giờ vào Sài Gòn nó dòm thấy những cái người miền Nam mà gọi là dân sự đó đâu còn nữa, mà những cái cơ sở Sài Gòn là toàn những cái người ở phương Bắc đi vào trong này mà đã chiếm cứ làm rồi đó. Mà muốn làm được cái đó, sự thật là để cái gì? Họ đã đem tất cả quân dân cán chính của miền Nam họ đài. Họ đài đi để chi? Thứ nhất, cái việc đầu tiên họ cần đó là họ rảnh tay để cho miền Nam không còn ai có thể mà gọi là lãnh đạo, hay để cho hướng dẫn. Vì họ biết rằng á, bây giờ người miền Nam khi họ vào đó, người ta chấp nhận, ta nói thôi, vì chế độ mới vậy chắc không nên đổi gì đâu, ta sống. Nhưng mà trong thâm tâm người cộng sản biết mình không thể là như thế, mình họp, mình vô là mình phải cào, phải làm, thì để mình lập lại tất cả những cái gì mà mình muốn đó, thì cái đó nó sẽ gây căm phẫn. Mà nếu gây căm phẫn thì bây giờ họ không chống, người dân họ không chống, nhưng mà rồi mình gây căm phẫn đó, mình làm cho họ thấy cuộc sống họ đi đến con đường cuối cùng đó, là tự nhiên là họ phải nổi dậy. Mà muốn nổi dậy phải có người chỉ huy, và nó gồm hết tất cả những người nào mà họ cho là có thể mà gây cái nguy hiểm cho họ là họ đưa đề đài tù. Thì có thể nói rằng một triệu để ít. Tại sao? Cái phần tụi tôi là mấy trăm ngàn đi đài ra ngoài Bắc để làm này kia, nhưng mà còn tầng ở địa phương đó, những người như xã ấp này kia, nghĩa là nói tóm lại ở trung ương thì có chỗ giam của trung ương, địa phương có chỗ giam của địa phương, rồi xã ấp có chỗ giam xã ấp. Tất cả những cái đó là những cái người nào mà họ thấy là có thể nguy hiểm cho chế độ là họ giam hết đó. Thì cái hậu quả mình nói sơ như vậy biết. Thì cái đó thì bây giờ nữa, để mà nhớ lại thì là mình chỉ nói những điều lớn thôi, căn bản thôi, chứ còn những cái lặt vặt không kể. Nhưng có một cái điều nữa mà chúng nhòm thấy, cái mà đau buồn nhất hiện tới hệ bây giờ là con người Việt Nam đã mất,
cái văn hóa Việt Nam cũng mất hết tất cả. Bây giờ mình thấy chúng ta xuống cấp, ngoài cái vấn đề kinh tế xuống cấp rồi mình không nói, mà nói được cái con người cũng xuống cấp, văn hóa cũng xuống cấp nữa. Cái đó là cái hậu quả của 30 tháng 4. Và thưa ông, là tôi biết là ông cũng có tới 17 năm đi các cái trại cải tạo khác nhau. Thì cụ thể thì người ta muốn cải tạo như vậy, nhưng mà rồi cuối cùng cái mục đích của họ có đạt được không? Và một ngày ở trong trại cải tạo thì nó thường là như thế nào? Nói chật cải tạo để dùng cái mỹ từ cho nó đẹp, chứ đi đài của tôi chứ cải tạo cái gì. Sự thật là ai cải tạo ai. Bây giờ phải nói rằng cái trình độ tụi tôi với lại tất cả những cái cuộc sống của tụi tôi đó, có cần những người để mà cải tạo để đưa tụi tôi từ một cái ở bên con người nó có thể nó biết đầy đủ tất cả nhân phẩm xuống trở thành con thú vật đâu. Nếu cải tạo cái đó thì tôi đồng ý là cài cho tôi vậy, đài đà cho tôi trở thành một con người vô tri, một con người mà cũng như con thú vật đấy. Người ta cái đó tôi thấy là hành hạ đài thôi. Còn bây giờ nói thế này, tôi nói chuyện cái nhỏ thôi, họ tiêu diệt chúng tôi một cách rất là tinh vi, thế giới không biết được đâu. Nhìn qua Pol Pot thấy giết kia là người giữ tấm máu này kia không, Việt Nam ở ngoài nhìn thẳng không thấy tấm máu, nhưng thật sự ra cái máu của chúng tôi nó rỉ xuống từ trong cơ thể chúng tôi, nó rỉ xuống chân tôi, nó nhiễu xuống đất, nó lan tràn mà không ai thấy. Chết đủ cách hết, đói rét, đói chết, bệnh tật chết, bị hành hạ về trong lao động chết. Rồi nổi cái thời tiết khắc nghiệt mà không có cho tụi tôi được cái gì nữa. Tôi ngủ tôi phải lấy nhiệt trình với cái giấy báo đó mà tôi quấn trong mình tôi đấy. Bị hồi đi ra nó họ nói đi một tháng không có đem đồ lạnh gì hết tất cả. Rồi đem ra gặp cái miền Bắc khắc nghiệt không có. Chúng tôi kiếm từ muốn giải rách bố tời tôi lót để mang. Mà chưa nói còn cái ăn. Cái ăn thì biết rồi là đói. Và cái đói nó làm cho con người ta nó có thể nói là sanh đủ thứ bệnh tật mà đủ thứ cái gì nó cái ảnh hưởng hết tất cả. Chỉ nói hai cái đó rồi. Rồi chưa kể cái vấn đề lao động khổ sai này. Lao động khổ sai không chưa đủ. Về đó, thay vì mà để chẳng hạn như họ đuối họ nuống rồi, để cho họ nằm họ nghỉ, mai tiếp tục làm những con kiếp con câu nữa. Nhưng không, dựng dậy bắt gọi là kiểm điểm, học tập này làm không tốt, cái này cái kia đó, gần cho tụi tôi đuối sức cái chân trời. Để rồi đó chỉ còn ngủ được có vài tiếng đồng hồ, lá người đó, rồi mai tiếp tục cuộc sống như vậy. Đó là một cuộc sống của chúng tôi trong những ngày cải tạo như vậy. Những công việc đó. Mà họ chống giấy hay, tôi xin nói một điểm nãy nữa nè. Có phải tụi tôi ở tù không? Vợ con ở nhà cũng ở tù. Tụi tôi là cái nhà tù nhỏ, còn dân chúng ở ngoài cái nhà tù lớn. Đó, từ nhà tù lớn. Mà họ dùng hay lắm. Tôi nói cái tinh vi thế này, nói với vợ, chị ngoài này ráng đi dùng cái tê mới, ráng lao động nha. Bởi vì chị ảnh hưởng đến ảnh ở nhà, nếu chị bên này mà chị không tốt, vườn có không tốt là ảnh không được ra. Còn đối với chúng tôi trong kia đó, các anh á phải lao động tốt, học tập tốt bên này kia thì có như vậy đó thì mới sớm trở về gia đình chứ không thôi không về. Đó là có thể nói là họ dùng đủ tất cả những cái gì mà họ đánh cái đòn tâm lý. Họ rất hay về tâm lý, tôi nói là cộng sản là tâm lý giỏi lắm. Nhưng mà cái tâm lý của họ đó thì họ dùng cái tâm lý họ cái cao siêu tâm lý của họ để mà họ khống chế con người và họ dùng con người cho họ, chứ không phải là họ dùng cái tâm lý họ để họ nâng tất cả con người trở thành của tất cả dân chúng họ. Đối với họ dân đó, dân là kẻ thù mà. Dân miền Bắc cũng vậy, chứ không phải là dân miền Nam không. Dân là kẻ thù. Chỉ có họ đó và gia đình họ là thế thôi. Vì họ biết và họ làm những điều gì xấu xa, họ nhìn trong kiến đó, họ thấy cái mặt của họ đó, xấu xa lắm, nhưng mà họ tưởng cái mặt người khác. Thì họ có nói người ta là anh thế này, anh thế kia, chứ sự thật đó là họ. Đó là những người cộng sản như vậy. Đối với tôi thấy vậy. Còn bây giờ thù, tôi nói thế. Chính ngay khi tụi tôi ở tù hả? Chúng tôi có rất nhận chân rất rõ ràng. Chúng tôi thương tất cả những đồng bào ở ngoài Bắc. Chúng tôi thương, tôi thấy những cái bà già
mà hỏi ra nhỏ tuổi hơn tôi, lúc đó là tôi bốn mấy tuổi, nhỏ tuổi mà cằn cổ già như bà già ở trong miền Nam 60-70 tuổi, mà đi trên vai nặng, đi trên triền núi vác những cái thanh chuối thế này để dạy cho heo ăn, nước nóng như thế này, xuống như thế phỏng thế này. Tôi thấy cái gì mà tôi thương quá. Tới bây giờ tôi về nhà, tới giờ này tôi hỏi vợ tôi, hỏi tôi anh ở sao, tại sao anh thương dân miền Bắc hơn dân miền Nam. Tôi nói dân miền Bắc đáng thương lắm, họ đau khổ lắm, họ đau khổ nhiều hơn mình, họ đau khổ 20 năm hơn mình nữa, ở trong chế độ cộng sản. Thì để anh nói anh biết được cái tấm lòng của tụi tôi đó, tôi thương. Một người cộng sản đã nói chúng tôi thế này: các anh biết các anh thua, tại sao các anh thua không? Hỏi tụi tôi, không phải tại Mỹ bỏ cái gì hết cả, là tại anh không dám cầm cái súng anh bắn vô dân anh. Còn tụi tôi đó, tụi tôi có chuyện làm chúng tôi vẫn phải bắn. Đó, để nói như vậy là thấy rằng những cái anh bộ đội về kia, chúng tôi thấy họ bị đi, họ không có thế nào mà họ không đi được. Nhà họ bị khống chế, không có ăn, họ chỉ làm sao đi. Và họ đi, họ nghe cái lệnh đó, họ chỉ làm. Họ làm một cách máy móc như thế này. Nói tóm lại, trái tim không còn nữa. Còn miền Nam đó, sự thật là chúng tôi có sự suy nghĩ làm. Thành ra cái quân đội ở trên miền Nam đó, có thể nói chúng tôi nó có một cái tính nhân bản rất cao. Và thế anh thấy cái vấn đề đó, tại sao mà dân chúng cứ bỏ chạy theo tôi không à? Không chạy ngược gì, giải phóng tới đâu mà tại sao không chạy ngược ra Bắc, mà chạy ngược tôi? Đó là cái tính nhân bản, người dân người ta biết, người ta biết ai thương họ. Đó chỗ đó. Thành ra vì xuất phát từ cái tấm lòng đó, chúng tôi nói chúng tôi không hận thù. Chúng tôi không bao giờ quên hết tất cả những cái gì mà người cộng sản đại đọa chúng tôi, không quên. Nhưng mà không thù, không ghim cái đó để trả thù. Trả thù làm sao chúng ta tiếp đời này kia, làm sao chúng ta xây dựng được đất nước. Liệt kê tài liệu thảm sát của Cộng sản Việt Nam, thu thập được từ tháng 4 1975 đến tháng 12 1988. Đó là cuộc thảm sát tại trại Phú Khánh. Họ cho biết đêm 4 tháng 8 năm 1975, Cộng sản Việt Nam đã tàn sát 373 người quốc gia tại 5 địa điểm khác nhau. Tại Lưu Ba, một ngôi đồi gần làng Hòa Vinh, gần núi Trinh Ông thuộc dãy Trường Sơn, có 225 người bị hành quyết. Tại Hố Ngựa, một ngọn núi gần trạm xe lửa làng Hòa Quang, 27 người bị trói lại với nhau và bị bắn cho đến chết. Quân Cộng sản đã giết 85 người tại các trại Tường Quang và Ngọc Phong, rồi chở đến bỏ tại núi Thọ Vực. Cộng sản Việt Nam tiếp tục thảm sát ngày 8 tháng 4 năm 1975, tại cây xốp gần làng Liên Trì, tỉnh Phú Khánh, bằng cách bắt cóc 6 người đập đầu và quăng xuống hố. Tại Cầu Dài, trên con sông chảy qua Đà Rằng trên quốc lộ 1, Cộng sản Việt Nam đã trói 30 người lính Việt Nam Cộng Hòa lại với nhau và dùng xe kéo qua cầu rồi quăng xuống sông. Theo chính sách quản trị tù binh, Cộng sản Việt Nam thường xuyên chuyển trại để tù nhân không liên lạc được với nhau và gia đình không thể biết vị trí giam giữ thân nhân của mình. Tại một số trại giam, gia đình chỉ được cho thăm nuôi 15 phút mỗi 3 tháng. Riêng những tù nhân đặc biệt, gia đình không được thông báo tình hình, không được thăm nuôi, không được thông báo ngay cả khi chết vì bệnh hay bị hành quyết. Phan Nhật Nam, ông là sĩ quan thuộc binh chủng nhảy dù. Chức vụ cuối cùng là thành viên trong Ủy ban Liên hợp quân sự bốn bên, một tổ chức theo Hiệp định Paris năm 1973. Ông bị tù Cộng sản 14 năm, trong đó có 8 năm biệt giam.
cái đoạn đường 14 năm tù đó nó có một phần đặc biệt là hết hơn 12 năm ở ngoài Bắc, và trong đó có 8 năm hơn là ở trong một cái hầm ở từ trại Nam Lâm Sơn Thanh Hóa lên trại Thanh Cọc rồi đến trại Hà Nam Ninh. Chúng tôi bị đưa ra Bắc là ngày 19 rạng 20 tháng 6 1976. Thì cứ bây giờ nói cái trại nào mà khắc nghiệt nhất thì tôi quả tình tôi không biết ở phía ngoài, tôi chỉ biết được ở phía trong, và mỗi trại nó có một tính cách riêng. Ví dụ như cái trại Nam Lâm Sơn đó, thì khi mà lần đầu tiên mà tôi vào ở cái hầm số 2, hầm số 1 là anh Trần Quốc Chí, khóa 10 quốc gia hành tránh, hầm số 2 là chính tôi, và phòng số 3 là ông Cao Văn Bảy, giáo sư Việt Quý Ký, và ông đó là Tổng Thư ký Liên minh Dân chủ Cao Đài. Thì cái phòng số 4 mới kinh hoàng, đó là anh Trần Công Thành, đó là một anh lính biệt kích. Thì anh ta bị từ năm 66, mà cái ngày mà tôi gặp anh ở tại Nam Lâm Sơn Thanh Hóa là tháng 2 năm 1979, năm tàu đánh Việt Nam, và anh ta tiếp tục bị cùng như vậy là mười mấy năm tù. Tuy nhiên có thể có những cái trại nó rất là đặc biệt, ví dụ như cái trại Tuyết Tiên Hà Giang, nó gọi là trại cổng trời, vì đường đi lên dù tháng 6 mùa hè cũng phải mặc áo bông kép, mà cái số nghĩa trang nó 600 mấy người, nó đông hơn cái số trại viên. Và ở trong trại đó đã từng có xảy ra cái tình trạng có nhiều người chưa chết nhưng đem đi chôn sống, nhưng xuống dưới đất ấm quá ông ta lại bò về trại lại. Tuy nhiên cái trại Nam Lâm Sơn của Thanh Hóa chúng tôi, một trong những cái trại khắc nghiệt nhất và trại khuôn mẫu của công an miền Bắc, thì trong cái trại đó tôi đã chịu tình trạng kiên giam lần thứ hai. 8 tháng Giêng 1988 tôi mới được đi ra khỏi cái hầm lần thứ nhất. Đi ra để làm gì? Đi ra để chuyển lên trại Hà Nam Ninh để tiếp tục nằm ở trại Hà Nam Ninh, trong hầm Hà Nam Ninh, nhưng mà khá hơn, rộng rãi hơn. Thì lần ra đi đó tôi đi với một nhân vật bây giờ này nói ra ai cũng biết, đó chính là Linh Mục Tà Điều Nguyễn Văn Lý. Thì đến có một hôm ngày Tết thì cán bộ trưởng trại, tức là Đỗ Mười, tức là em của Đỗ Năm, đúng nguyên tắc mặc áo quần đẹp vào mở cổng cho tôi bỏ ra. Thì tôi bỏ ra thì ông ta lấy một bao thuốc mới cho tôi một điếu, hỏi tôi câu thứ nhất, anh có khỏe không? Tôi đã bị giam từ 81 đến 85, bị cùng cái chân như vậy, bây giờ bỏ ra tôi thì khỏe hay không khỏe thì biết ngay. Rồi anh có nhận được tin nhà không? Tất cả hình ảnh giấy tờ thư từ của nhà tôi ở bên Mỹ gửi về là nó thâu, nó vất đi đâu hết. Và câu thứ ba, thôi anh vào nghĩ đi nhá. Tôi nghĩ rằng cái tình trạng của Ivan Denisovic, tình trạng của anh Gorbachev ở trong đặc nét Enun, nó khác với những cái người tù ở trong Nam. Vậy ví dụ như trường hợp ứng xử của tôi, biết đánh tôi vô ích, mà khai thác tôi cũng có điều gì để khai thác. Thôi bây giờ chỉ có một cách để đánh vỡ cái sự đề kháng ở trong đầu của tôi, bắt tôi ở trong một sự kiên giam tuyệt đối. Tôi đã mất tất cả những ý niệm về thời gian, về không gian và về tất cả những cái phản ứng của một cái con người bình thường. Phạm Trần Anh, trước năm 1975, ông là đốc sự hành chánh tại tỉnh Lâm Đồng. Sau ngày miền Nam rơi vào tay Cộng sản, ông thành lập Mặt trận Phục quốc, sau đó bị bắt giam 20 năm, trong đó có 9 năm cùng chân. Thì Cộng sản bắt chúng tôi vào ngày 3 tháng 7 năm 1977, và ngày 3 tháng 8 năm 1978, thì họ xử án của cái gọi là Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cáo buộc tội danh lật đổ chế độ và xử bản án chung thân. Thì chúng tôi đã đi rất nhiều trại tù, và một trong cái trại tù khắc nghiệt nhất là nó là cái trại Trường Giới, đối với những phần tử mà họ gọi là đối tượng nguy hiểm cho an ninh quốc gia, cực kỳ phản động chữ Việt Cộng. Và đối với cán bộ là cái trại kỷ luật của họ. Thì cái nơi đây là cái chúng tôi gọi là cái thung lũng của tử thần, hay là cái địa ngục của trần gian. Tức là tất cả những cái kỹ xảo về đàn áp tù, quản lý tù thì nó tập trung ở đây. Và tất cả những cái gì gọi là hung bạo nhất, tinh vi và quỷ quyệt nhất thì Cộng sản đã áp dụng trong cái trại này. Thì so với các trại khác của các anh em sĩ quan quân đội tập trung, mỗi trại nó có một cái màu sắc khác. Thì nhưng đối với anh em tù chính trị, đây là một cái trại mà chúng tôi gọi là cái
cái sự sống và cái chết nó bất cứ lúc nào. Một cái thí dụ như là cái thực phẩm lương thực, thì cái chế độ lương thực là chỉ có 7 kg, 7 kg có nghĩa là khoảng 14 pound trong một tháng. Thì cái trại Salim, cái nơi Salim này, chúng tôi được nghe lại những cái câu chuyện rất là hào hùng. 5 vị linh mục đã chết trong Salim. Một trường hợp khác là Thượng tọa Thích Thiện Minh, là cái người tù 26 năm và đã được đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc điều tra về bất bao dung tôn giáo, là Sơ Abdel Fattah Mo tuyên xưng là tù nhân lương tâm của Việt Nam. Thì Thượng tọa Thích Thiện Minh đã bị đánh 100 roi điện và bị đánh bằng mũi súng và bị sưng phổi tạo thành một cái cục biếu, mà cho đến bây giờ cái cục biếu đằng sau lưng vẫn phải đi điều trị. Họ chủ trương cái nơi này là nơi để triệt tiêu những cái phần tử chống đối mà nguy hiểm nhất. Cái thời điểm của chúng tôi là cái thời điểm mà họ đã bắn bỏ trên 300 tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam. Trong đó có 2 linh mục, linh mục Nguyễn Hữu Hiệu và một vị linh mục nữa. 2 phụ nữ là chị Trương Ánh Loan và chị Trần Thị Lan. Và chị Trần Thị Lan bị xử tử hình ở Gò Công năm 1976. Trong lúc chị có mang 8 tháng cùng với người chồng. Và cái người chứng nhân của cái câu chuyện đó là Đại úy Nguyễn Hữu Cầu, bây giờ đang ở tù năm thứ 36 trong chế độ Cộng sản. Đại úy Nguyễn Hữu Cầu, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, anh ta đã làm bạn nhạc là Ủy ban quân quản Tiền Giang giết người. Ma Vương hô hố tiếng cười, Cộng sản vừa bắn 2 người thành 3, trong đó có một cái bào thai 8 tháng. Đây là một cái tội ác, không những đối với dân tộc Việt Nam mà đối với cả nhân loại. Mà cái điều 6 của quốc tế công pháp, của công ước các quyền dân sự và chính trị, đã nghiêm cấm tử hình tất cả những phụ nữ có mang. Chỉ trong vòng 6 năm sau ngày thành lập mà cái nghĩa trang đã lên tới con số cả ngàn người. Nó đói khát đến mức độ là các anh em ở tù hình sự, họ chỉ mong một người chết. Đây là một cái thực tế đau lòng. Mong người chết để gì? Để họ tình nguyện họ đi chôn thì được ăn một cái chén cơm với quả trứng sau khi cúng cái người chết rồi. Cá nhân tôi, cái lần kết cung cuối cùng thì họ muốn khai thác, anh họ gặp và họ nói là tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, nếu anh khai báo thì có thể mạng sống anh giữ được. Thì một buổi sáng trong xà lim khoảng 4 giờ, cái nhà bếp mà họ dậy sớm mà đụng nồi chảo bên kia thì biết là có tù nhân ăn gà. Thì những người thường thường họ ra, họ dậy lúc 5 giờ. Thì anh em trong đó lúc đó biết có người sẽ ra đi thì cầu nguyện. Và những năm đầu tiên thì khi vừa mở cửa kêu tên Nguyễn Văn A thì anh em đã hô đà đà Cộng sản và Việt Nam muôn năm. Thành nhà Cộng sản họ lấy cái kinh nghiệm vừa mở ca nhét cái chanh vô vào miệng. Sau đó là làm cái ngàm giống như con ngựa nhét vô, cho ra ăn, gọi là ăn gà, một con gà nhỏ tượng trưng và đem đi bắn. Thì tôi cũng trải qua cái giờ phút đó. Dẫn tôi ra cọc, cột lại thì tôi lúc đó thì tôi cầu nguyện, bởi vì tôi chấp nhận cái chết. Nghe khẩu lệnh và một tràng đạn bắn. Thì tôi cũng lặng người, tôi tưởng mình chết nhưng mà cuối cùng mình không có cảm giác mình chết. Thì một lúc sau tôi mới nghe cái tên công an nó chỉ huy xin lỗi, là nó chửi thề mà địt mẹ nó, thả nó ra. Thì tôi biết rằng Cộng sản nó dùng một cái khủng hoảng tinh thần để mình có thể khai thác lần chót trước cái chết. Thành ra tất cả những cái mà gọi là địa ngục trần gian thì tôi cũng được may mắn đi qua những cái điều đó. Và trong tận cùng của cái chết, cận kề cái chết, mới thấy ý nghĩa được hai chữ tự do và cái lý tưởng của chúng ta. Nhưng mà cái chủ trương trước sau như một của cái gọi là chính sách cải tạo. Thứ nhất, vắt cạn sức lao động của tất cả những người tù, những thành phần chống đối. Và khi về, 5-10 năm sau trở về thì cũng là thân tàn ma dại. Thứ hai, chủ trương của họ là triệt tiêu không những cái cá nhân chống đối, mà triệt tiêu cả cái thành phần của gia đình. Rồi vì con cái không được đi học, cả cái gia đình, cả một cái thành phần xã hội kiệt quệ luôn. Và cái thứ ba là cái chấn áp và khủng bố tinh thần để cái ý chí chống đối không còn nữa.
Vương Thế Hạnh. Trước 1975, ông là sĩ quan thám sát đặc biệt trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đi tù 10 năm, trại cuối cùng là trại Vĩnh Phú tại miền Bắc. Ông nhấn mạnh về chính sách tra tấn thầm lặng của Cộng sản Việt Nam như sau. Chính sách suy dinh dưỡng được áp dụng triệt để trong tất cả trại tù. Thì tiêu biểu nhất ở tại trại Vĩnh Phú đó, mà tôi đã ra ngoài đó vào tháng 6 năm 1976, thì các bữa cơm đó không ngoài gì mà một thìa cơm với lại hai củ khoai. Lần lần mà anh em chúng tôi đi tới chỗ chết, không còn sức lực nữa. Như về vấn đề kỷ luật, nhiều hình thức lắm. Nó cảnh cáo và nó bắt đi lao động gấp hai lần. Hoặc không gọi là chống đối chính quyền thì nó cho tù ở trong tù. Nó có một cái nhà khoảng hai thước, cao khoảng chừng ba thước, có một cái cửa. Và ngoài cái cửa, trước khi bố cái cửa, bên cạnh cái cửa thì nó một cái lỗ, nó gọi là cái cổng lập là. Đúng cái cổng lập là đó. Và trong lập là nó có cái chìa khóa. Thì anh vô anh nằm, anh ngồi trong đó thì xin lỗi, có cái cầu tiêu nhỏ trong đó thôi. Như vậy thì anh đưa hai cái chân lên, đưa cho hai lên cái cổng lập là đó, nó cọc lại, rồi nó khóa. Rồi ở ngoài lâu lâu cứ tiếng, hai tiếng lần, cán bộ đi ngang nó lắc. Lắc lên như vậy là trong này là coi như là nó sát như vậy, là sức chân nó tấy. Thì nó dốt thường thường như vậy từ một tuần đến 15 ngày. Mục đích cái vấn đề đó, có những cái chính sách làm coi như là tê liệt hết cả về vấn đề sức khỏe con người. Không ngoài mục đích là mình không chống đối được, không còn sức lực đâu nữa để mà chạy hay là trốn trại hay là bất cứ cái gì. Là nhân chứng về trại giam nổi tiếng nhiều người chết vì đói, vì sốt rét, vì bị hành hạ cho đến chết, nhà văn Hải Triều đã mô tả trại Katot như sau. Sau năm 75 thì tôi cũng như tất cả các sĩ quan khác bị dồn vào trong các trại tù Việt Cộng ở trên khắp nước. Tôi đã qua 3 trại tù: trại tù tàn binh Katot, trại tổng trại 8 tù tàn binh Sông Mau và trại lao động Bình Tú. Những ngày đầu khi bị dồn đến trại Katot là tôi thấy cái bản chất tàn bạo của chế độ Cộng sản Việt Nam xuất hiện ngay trong những ngày đầu. Và khi chúng tôi lên đó thì chúng tôi bị đối xử không phải với tư cách là một trại viên cải tạo hoặc một tù, nhưng mà Cộng sản đối xử với tôi như những thú vật ở trong rừng. Chúng bắt chúng tôi xếp hàng và chúng tịch thu tất cả những cái mùng mền, chăn, chiếu, kể cả giày dép. Và sau đó ngay 24 tiếng đồng hồ sau đó thì Cộng sản Việt Nam đã bắt chúng tôi đi lao động để xây những, để lợp những cái mái tranh làm cái trại học tập. Nhưng mà sự thật ra đó không có học tập gì hết. Và chúng tôi đã phải làm việc, lao động cực nhọc mà dép không có để mang, phải đi chân trần. Và ngủ thì không có mùng mền, mặc dù chúng tôi có đem theo và bị tịch thu. Cộng sản Việt Nam đã nuôi dưỡng chúng tôi bằng những cái gạo mục ở trong rừng. Và đó là cái trại đầu tiên chúng tôi không được thăm nuôi, không được tiếp tế, không được tiếp xúc với gia đình. Trong suốt thời gian ở đó, thì chúng tôi đã tiếp tục chôn những anh em vì đói rách và vì bệnh tật rất là nhiều. Và trại Katot là một trong những trại bị sốt rét nhiều nhất ở nước Việt Nam. Và trong thời gian ở trong trại Katot, Cộng sản Việt Nam đã hành hạ anh em bằng đủ mọi hình thức. Mà tôi nghĩ rằng trong đó sự phản ứng của anh em đó là một sự phản ứng âm thầm của một người chờ chết mà thôi. Ở trong trại đó, nếu mà có một phản ứng, Cộng sản Việt Nam bắn mà không thắc mắc gì tới gia đình. Và ở trong đó đã có một vài trường hợp điển hình, như trường hợp của Đại úy Thông Ngộ của tiểu khu Bình Thuận đã bị bắt giăng hai tay cột ở trên một cái giường tre giữa rừng để phơi nắng và phơi sương giữa ban đêm. Mỗi trại tù có một sự tàn bạo khác nhau. Và cái sự tàn bạo nó nhiều lúc tôi có cảm tưởng rằng nó tùy theo cái bản tính hoặc tùy theo địa phương. Cộng sản Việt Nam nó không đối xử với chúng tôi như một tù binh, nhưng mà đối xử với tôi như một kẻ phải bị trả thù. Một trong những trại tù được các cựu tù nhân nhắc đến nhiều nhất với nỗi kinh hoàng mang tên trại Quyết Tiến, thường được gọi là Cổng Trời. Trại giam Cổng Trời dưới nhiều góc nhìn không hề thua kém bất cứ trại giam nào trong tác phẩm Quần Đảo Ngục Tù của Văn Hào Người Nga
Alexander Solzhenitsyn. Trại cổng trời là một lò sát sinh đầy bí mật, tàn bạo và khoa học của Hà Nội, có truyền thống đã vào thì không bao giờ ra. Trại này để bí mật chôn vùi 300 anh em tù biệt kích miền Nam và hàng ngàn tù chính trị, tu sĩ và linh mục công giáo, cũng như giới trí thức chống chủ nghĩa cộng sản. Nằm ở độ cao khoảng 2.000 mét, khí hậu thường dưới 0 độ, nơi đây rét lạnh, đói và cực hình quanh năm. Trại đã có từ thập niên 1950, khởi đầu với 72 người, giam giữ đa số là các linh mục, tu sĩ và giáo dân công giáo, bị bắt trong chiến dịch tiêu diệt tôn giáo. Hai người đầu tiên vào đó chết là Linh Mục Vinh và Linh Mục Quế, rồi lần lượt sau đó các tu sĩ đều chết hết cả. Trong số này có ông Kiều Duy Vĩnh, bị kết tội địa chủ, và Nguyễn Hữu Đan, thuộc phong trào nhân văn giai phẩm. Hai người này sống sót vì không phải công giáo. Ông Kiều Duy Vĩnh mất ở Việt Nam ngày 7 tháng 7, 2012, thọ 81 tuổi. Ông từng tốt nghiệp võ bị, là đại úy tiểu đoàn trưởng nhảy dù. Năm 1954, ông đã không theo đơn vị di cư vào Nam vì lý do gia đình. Ông đã bị bỏ tù hai lần tổng cộng 17 năm. Trong đó có nhiều năm, ông bị giam ở trại giam Cổng Trời. Ông kể lại những ngày tù kinh hoàng ở trại giam Cổng Trời qua các hồi ký từng phổ biến trên tạp chí Thế kỷ 21. Trong các hồi ký này, ông kể về sự kiên cường giữ vững niềm tin tôn giáo của các linh mục, giáo dân và tu sĩ công giáo mà ông gọi là các thánh tử đạo. Năm 1979, Trung Cộng đánh Việt Nam khiến cho trại Cổng Trời đóng cửa. Biến cố này đã cứu sống 32 người biệt kích và 38 tù nhân miền Nam. Họ được di chuyển về trại Thanh Cẩm ở Thanh Hóa. Sau khi miền Nam rơi vào tay Cộng sản, nhà văn Trần Nhật Kim đã tham gia lực lượng phục quốc, phụ trách về thanh niên chống cộng để chống lại chế độ Cộng sản. Ông đã trải qua 6 năm trong các trại giam từ Nam ra Bắc. Một trong những trại giam ông muốn thuật lại là trại Cổng Trời. Tôi phụ trách về tổ chức sinh viên chống cộng tại Sài Gòn, Gia Định và Chợ Lớn. Và tôi bị bắt sau 7 tháng hoạt động. Tôi bị bắt và giam tại trại miền Nam cũng như miền Bắc trong vòng 6 năm. Sau 3 tháng bị kỷ luật tại trại Nam Hà thuộc Hà Nam Ninh, Bắc Việt. Vì chống lại chế độ vô nhân đạo của cán bộ trại nên hai anh em tù chúng tôi, trong đó có Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, đã phải chuyển trại lên trại Cổng Trời vào đêm Giáng sinh 1977. Trại giam Cổng Trời có tên là Quyết Tiến thuộc tỉnh Hà Giang. Vì ở trên độ cao nên địa phương gọi nó là trại Cổng Trời. Trại kỷ luật số 1 của Bộ Nội vụ Hà Nội với thành tích 4 năm cầm cổ động. Trại Cổng Trời không có nằm ở trong danh sách các trại tù miền Bắc. 20 người chúng tôi đến từ trại Nam Hà được giam trong một căn nhà nhỏ gần nhà bếp. Phần ăn mỗi ngày 2 bữa được nhà bếp bán lên tận phòng. Chúng tôi chưa phải đi lao động vì còn phải làm thủ tục nhập trại. Qua khe cửa có bức tường ngăn với khu kỷ luật, chúng tôi nhìn thấy cán bộ mang anh khoan một biệt kích nhảy Bắc trước năm 70. 4 người đánh đập anh cho đến khi anh ngất xỉu. Chúng tôi gặp cán bộ tố, thì cán bộ tố bảo với chúng tôi như thế này: các anh muốn trốn trại thì cứ trốn, nhưng tôi báo cho các anh biết trại này chưa có ai trốn thoát. Trại Cổng Trời có khoảng 1.000 tù nhân, một trại hình sự gồm thành phần trộm cắp, cướp của, giết người, án nặng từ 10 năm đến chung thân khổ sai và tử hình. Về vấn đề lao động thì chúng tôi được đưa vào khu O, một nhà tù đặc biệt cho một trại giam. Một khu được bao quanh bằng một vòng tường cao hàng chục mét, trên có răng nhiều kẽm gai. Trên đầu tường có những trạm gác ngày đêm. Hình thức kỷ luật của các trại cũng giống nhau, từ các trại nổi tiếng miền Bắc như Nam Hà, Thanh Cẩm đến Phong Quang, Phú Lưu đều có chung hình thức như là kiêm giam và kỷ luật. Từ xích chân đến xích tay, còng hai tay vắt chéo đằng sau lưng như là cánh cung, và hai chân rút vào trong khoen sắt, một khoen sắt dính ở trên mặt nền trại giam. Tôi rời trại Cổng Trời vào tháng 8 năm 1978, trước khi quân đội Trung Cộng đánh phá các tỉnh biên giới miền Bắc và trại Cổng Trời đã bị phá hủy hoàn toàn.
Trần Tử Thanh. Ông là sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bị tù Cộng sản 15 năm, là con của cố luật sư Trần Văn Tuyên. Đặc biệt là lúc 3 tuổi, cá nhân chúng tôi bị Cộng sản bắt cóc cùng với bà Vú và giam giữ chúng tôi cho tới 6 tuổi mới thả ra. Cái lý do mà bắt chúng tôi đó, sau này lớn lên thì tôi mới biết là Cộng sản sở dĩ mà bắt giam giữ chúng tôi và cách ly chúng tôi với gia đình để làm áp lực với thân phụ chúng tôi là cố luật sư Trần Văn Tuyên, để luật sư Trần Văn Tuyên trở về hàng ngũ của những người Cộng sản. Cái lần thứ hai là sau 1975, chúng cho một số đơn vị an ninh đến nhà và bắt tôi ngay tại nhà và giam giữ tôi 2 hoặc 3 ngày ở một cái đơn vị công an. Sau đó 3 ngày chúng lại thả tôi ra và cho một số bộ đội canh gác ở ngoài cửa. Vài ngày hôm sau thì chúng đến bắt tôi, lần này là lần chính thức bắt đưa đi vào trại giam. Và khi mà bị đưa ra miền Bắc vào ngày 19 tháng 6 năm 1976, cho tới khi được chuyển về miền Nam thì tôi trải qua tất cả là 12 trại. Đặc biệt là những cái trại này nó nằm ở trên phía Tây Nam, tức là giáp danh của biên giới với Việt Nam và Trung Quốc. Và cái trại mà khắc nghiệt nhất theo tôi đó là cái trại mà chúng tôi gọi là cái trại Văn Bàn, tức là nó ở cái Nậm Bô, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn ở tỉnh Hoàng Liên Sơn. Riêng một cái trung đội của chúng tôi có khoảng 30 người. Khi mà chúng đưa chúng tôi lên cái vùng này đó, cái vùng mà người dân địa phương hoặc những anh bộ đội họ gọi là ruồi vàng, bọ chó, gió than uyên. Trung đội chúng tôi đưa lên 30 người, trong vòng 2 tháng chết 8 người. Trong cái vùng này đó thì ruồi vàng nó rất nhiều. Khi mà đi qua một con suối, sợ quần nó bị ướt, vén cái quần lên, vừa mới bước lên trên bờ là ruồi vàng nó bu hết vào hai chân. Và nó cứ bám vậy thôi. Anh đuổi nó không đi, trừ khi anh vuốt nó xuống, thì anh vuốt xuống nó đã hút máu rồi. Ở trên cái vùng này đặc biệt là anh em chết quá nhiều. Chết thứ nhất là vì đói. Cái chết thứ hai là bị bệnh kiết lỵ. Chết vì rét, chết vì lao động, không được xem sách vở bất cứ báo chí nói tiếng nước ngoài, tức là tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, anh có lẫn vào một chữ, anh nói cả tên thuốc nó lẫn vào đấy, sẽ có người nó tố cáo anh. Thì ngày hôm sau anh sẽ bị gọi lên và có những vấn đề rắc rối ngay. Và sau đó có thể anh bị đi cùm. Cái thứ hai, nếu mà anh lao động yếu, anh còn chống đối, lần đầu cảnh cáo, lần thứ hai sẽ đưa anh vào cùm. Và cùm đây, một cái lệnh cùm đó thường nó là 14 ngày. Một hình thức có thể cùm một chân, có thể cùm hai chân. Khi mà nói chuyện, tôi hay đả phá chế độ thì bị một số anten họ báo cáo lên trên. Ngày hôm sau, an ninh của trại họ gọi cho lên. Họ áp đặt tất cả những cái tội vào cho cá nhân tôi. Thì sau đó họ bắt tôi ký vào cái biên bản, tôi không ký. Mà anh không ký tôi vẫn cùm anh như thường. Họ đưa họ cùm tôi một tháng. Anh biết khi mà cùm hai chân một tháng đó, anh ra là anh chỉ có bò thôi. Hầu hết tất cả các trại cải tạo từ Nga Xô cho tới Đông Đức cho tới Việt Nam đều là cùng một cái chính sách hết cả. Đại đa số những cái người mà cai tù của Việt Nam đã được sang Nga Xô học. Chính một anh kỹ sư đã nói với tôi là chúng tôi được sang Siberia, họ gọi Siberia, tôi biết là cái đó là Siberia, để học cái cách làm thế nào để quản lý cái trại giam, làm cách nào để tiêu diệt cái ý chí đấu tranh của cái người bị giam giữ. Tôi có đọc sách báo một số về cái trại tù Gulag của Solzhenitsyn viết đó, thì nó cũng khủng khiếp lắm. Nhưng mà cái trại tù của Việt Nam đó, có một cái là nó muốn đem mình ra nó bắn lúc nào nó bắn. Chẳng hạn như anh đại tá Võ Toàn, khóa 16 Đà Lạt, ở cái trại Tiên Lãnh ngoài Bắc. Nó chỉ mời anh đi ra, đi theo cái cán bộ, nó mời anh đi ra, đi với nó, đi vào chân núi. Thế là nó bắn anh chết tại chỗ. Cái trại cải tạo họ gọi là cái tên là cải tạo. Sau này ở bên ngoại quốc này, ở bên Mỹ này gọi là re-education camp.
mà thật sự chẳng có cải tạo gì cả. Họ đưa vào trong đó cái hình thức thứ nhất là để trả thù. Cái hình thức thứ hai, để cho thế giới biết rằng à, chúng tôi được ở trong cái trại giam này và chính họ, Bộ Nội vụ họ ra cái thông cáo rõ ràng, họ bảo giam giữ những người này để chuyển biến họ, cải tạo họ thành những người tốt, thành những người lương thiện. Đó là một hình thức họ nói vậy thôi, nhưng mà thật sự ra đó là một cái hình cách để tiêu diệt dần dần mà ở ngoài không ai biết hết. Một trong những nhân vật nổi tiếng của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 là luật sư Trần Văn Tuyên. Ông bị giam tại trại Vĩnh Phú, miền Bắc. Trong một buổi họp của trại giam, ông bị bất tỉnh. Cán bộ quản giáo chở ông trên một chiếc xe. Họ nói là đem đi bệnh viện tỉnh chữa trị. Sau đó, họ chở ông về, tuyên bố các bác sĩ đã tận lực cứu chữa, nhưng ông đã chết vì xuất huyết não. Họ cho biết bệnh nhân đã chết lúc 2 giờ sáng, ngày 29 tháng 11, 1976. Trại giam đã không đưa ra một giấy tờ nào xác nhận bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân. Các bạn tù cùng phòng với ông không ai tin điều này. Họ cho rằng luật sư Tuyên đã không được mang đi cấp cứu mà đem đến một nơi nào đó bỏ mặc cho đến chết. Trong chuyến công du sang Pháp năm 1977 để xin viện trợ, khi báo chí Pháp hỏi về tình trạng của luật sư Tuyên, ông Phạm Văn Đồng trả lời quanh co và tuyên bố rằng luật sư Tuyên vẫn mạnh khỏe trong trại cải tạo. Hai năm sau, Cộng sản mới chính thức phổ biến cho báo chí tại Hòa Lan. Luật sư Tuyên đã chết vì xuất huyết não. Please give a message to President Reagan. What do you want to tell him? Every prisoner is a scam. We'd like to have freedom life. Mm-hmm. And I think that the freedom world can save us. Save you. Save us. Bring us out as quick as possible. Ông Đoàn Viết Hoạt, nguyên là phụ tá viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh của Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã nhận được các giải thưởng quốc tế về báo chí và nhân quyền. Ông bị bắt giam và bị kết án 20 năm. Nhờ sự can thiệp của các tổ chức quốc tế, Cộng sản Việt Nam đã trả tự do và buộc ông phải rời khỏi Việt Nam. Cái đợt bắt thứ nhất thì chúng tôi hoàn toàn bị giam ở tại Sài Gòn thôi, trong trại Chí Hòa. Chúng tôi bị nghi là làm việc với cơ quan nước ngoài, thì chúng tôi bị nhốt chung trong một buồng và hoàn toàn không được ra khỏi cái buồng đó trong suốt thời gian hơn 10 năm đó. Từ 76 cho đến 82-80 thì rất là gắt. Thí dụ như là chỉ cần nhìn một cái người tù khác ở buồng bên cạnh là có thể bị phạt rồi. Và mỗi lần phạt như vậy đó thì thường thường là 2 tuần xích cái chân mình vào một cái thanh sắt, nhốt ở trong một cái buồng dưới gầm cái cầu thang đấy, nhưng mà hoàn toàn không được mặc quần áo, chỉ có một cái quần đùi. Thì sau khi ra tòa, tôi bị án 20 năm rồi hạ xuống 15 năm đó, rồi đưa ra tòa, đưa ra các trại cải tạo. Nhưng mà trong người tù chính trị thì có hai loại. Cái loại mà có vũ khí thì họ đối xử gắt gao hơn nhiều. Thí dụ như là họ có thể đánh đập, họ có thể tra tấn để mà tìm ra cái cơ sở hoặc là cái mật khu. Trong cái những có những anh em mà có chạy vào trong rừng hay là trong núi để mà lập chiến khu mà định đánh nhau lại bằng vũ khí với họ đó, thì khi họ bắt được đó, thì họ tra tấn khá là nặng nề. Những cái người thanh niên đó, họ là sĩ quan cũ của chúng ta đó, thì họ rất là gan dạ và họ đã chịu được và họ nhất định không khai ra những cái mật khu. Những thành phần chính trị mà không có vũ khí như chúng tôi đó thì họ không có đánh đập nhiều. Một cái cách mà họ làm đó là hoặc là cúp thăm nuôi của mình, tức là đặt mình ở trong tình trạng bị đói, hoặc là họ giam giữ biệt lập mình và còng tay còng chân mình ở trong một cái buồng một thời gian rất lâu dài. Có những anh em ở trong tù họ đã ở đó lâu rồi, họ có nghe cái trường hợp của tôi, có nghe đến tên tôi qua các đài phát thanh ở nước ngoài, ví dụ BBC hay là họ lén nghe được đó, thì họ đến tiếp xúc với tôi và tìm cách giúp tôi chuyển những cái bài tôi viết ra ngoài để mà lại phổ biến được ở hải ngoại đó. Thì mỗi một lần mà như vậy đó, thì khi mà đài BBC hay đài VOA
mà đọc những cái bài của chúng tôi viết gửi ra được ấy, thì họ lại chuyển tôi đi một cái trại khác, cho cuối cùng ra đến cái trại ở Tuy Hòa. Thì ở đó tôi vẫn gửi được một cái báo cáo về nhân quyền nhờ anh em ở trong trại họ chuyển ra được. Sau đó khi có tin rằng cái Ủy ban Liên Hợp Quốc, Nhân quyền Liên Hợp Quốc đến trại để thăm và đòi gặp tôi đó, thì họ chuyển tôi và một số anh em khác, trong đó có anh Lý Tống, anh Trần Mạnh Quỳnh ra ngoài Bắc. Thì đầu tiên là ở cái trại Nam Hà, thì tôi có thảo một cái thơ mà sau đó bốn anh em ở trong Nam ra cùng ký tên vào để phản đối cái chế độ giam giữ phạm nhân, phản đối cái vấn đề lao động cưỡng bức. Chúng tôi gửi cái thơ đó cho Thủ tướng và nhờ trại chuyển một cách công khai, chứ không có như ở trong Nam nữa. Thì riêng tôi thì họ biết là người thảo cái thơ đó, thì họ đưa tôi lên cái trại Thanh Cẩm ở trên Thanh Hóa. Thì ở cái trại đó hoàn toàn không có tù chính trị, chỉ có tù hình sự và thôi. Và trong cái trại đó thì họ đánh đập tù nhân, có những người bị đánh đập tới chết luôn. Tôi bị cô lập hoàn toàn. Trong suốt 4 năm hoàn toàn không có người tù nào được tiếp xúc với tôi cả. Sau này tôi mới biết rằng lúc đó là họ bắt đầu thương thuyết về với Mỹ về những cái trường hợp như của tôi hay là của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế. Tôi biết được điều đó bởi vì 6 cái tháng cuối cùng đó, trước khi họ thả đó, thì họ có đến trại làm việc, cho biết rằng là họ sẽ đặc xá thả tôi trong cái đợt 1999 năm đó, tức là năm 1998. Thì họ nói rằng là tôi phải làm một cái đơn xin đặc xá. Thì tôi đã tranh luận với họ, tôi nói rằng tôi không có bao giờ làm một cái đơn xin đặc xá hết, là bởi vì cái chuyện các ông bắt giam chúng tôi là hoàn toàn vi phạm vào nhân quyền. Họ đã cố gắng thuyết phục tôi 3 lần bằng 3 phái đoàn ở trên bộ nội vụ xuống, tôi đều từ chối hết. Cuối cùng họ bảo nếu có thả thì anh phải đi ngoại quốc chứ anh không ở trong nước được. Thì cuối cùng đó thì họ cho nhà tôi từ bên Mỹ về, mặc dù trước đó nhà tôi xin về họ đều từ chối. Thì cho về vào thẳng trong trại để nhà tôi khuyên tôi là đi Mỹ. Trong hơn 1 triệu người chịu cảnh tù đày của Cộng sản, ngoài những nhân chứng đã phỏng vấn, có thể kể ra một số tù nhân tiêu biểu về thời gian bị giam giữ, với những điều kiện khắc nghiệt nhất và chịu đựng sự trả thù tàn bạo của Cộng sản, như ông Nguyễn Hữu Cầu, đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, 5 năm tù tập trung cải tạo, 32 năm tù bị tuyên án tử hình vì tố cáo cán bộ Cộng sản tham nhũng và hiếp dâm và đã sáng tác bản nhạc Vu Lan Giết Người sau khi Cộng sản xử bắn chị Trần Thị Lan tại sân vận động Tiền Giang trong lúc chị đang mang bào thai 8 tháng. Ông Nguyễn Chí Thiện, sinh năm 1939, mất 2012, 27 năm tù, tác giả tập thơ nổi tiếng Hoa Địa Ngục, được dịch sang tiếng Anh, Pháp, Đức, Tàu, Nhật, Tiệp. Ông có tên trong sách Who's Who in 20th Century World Poetry. Hòa thượng Thích Thiện Minh đã nếm đủ những khổ nhục suốt 26 năm trong nhà tù Cộng sản, chỉ vì tinh thần bất khuất trước bạo lực và niềm tin tôn giáo mãnh liệt của Hòa thượng. Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhiều nạn nhân trong tác phẩm Quần đảo ngục tù của Alexander Solzhenitsyn đã được phục hồi quyền công dân và xã hội đã nhìn họ với đôi mắt khác. Trong khi những nạn nhân Việt Nam bị chết bệnh hay bị xử bắn trong trại giam không được chỉ nơi chỗ cho thân nhân đến bốc cốt, những nạn nhân sống sót phải sống trong âm thầm không ai biết đến. Có những cựu tù nhân hàng đêm chiêm bao gặp những cơn ác mộng về sự tra tấn quá tàn bạo mà họ đã chịu đựng trong các trại giam. Đằng sau những khổ nạn của những người tù trong các trại giam khắp đất nước là những thảm kịch của gia đình, thân nhân phải sống vất vưởng bên lề xã hội. Tài sản bị cướp sạch qua các chiến dịch như đánh tư sản bại bản, đổi tiền, nhà cửa bị tịch thu, bị đẩy đi các vùng kinh tế mới, con cái không được lên đại học, khiến cho đời sống gia đình của họ khốn khổ trong nhiều năm.
trại Gulag của Liên Xô, tại các cái trại lao cải của Tàu, các trại tập trung cải tạo của Việt Nam Cộng sản, tất cả điểm chung đó là sự khinh miệt về con người. Sau 20 năm tù và gần 9 năm cùng chân, riêng đối với cá nhân tôi là cái người chịu sự đọa đày của Cộng sản nhiều. Vì cái lòng từ bi, bác ái của mỗi cá nhân chúng ta có thể bỏ qua. Nhưng mà cái tội ác đối với cả dân tộc, gần 2 phần 3 thế kỷ qua, tội ác đối với cả nhân loại, thì Đảng Cộng sản Việt Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhân dân và lịch sử. Loạt bài về trại giam Cổng Trời Qua Lưới, nhân chứng của biên tập viên Mặc Lòng của đài AFI, được mở đầu bằng lời của giáo sư Phùng Văn Tại. Ngày 24 tháng 12 năm 1957, tức là chiều hôm trước chuẩn bị trang trí nhà thờ chính tòa để đón Noel, thì Ủy ban Liên lạc Công giáo, tức là Ủy ban Đoàn kết Công giáo đến gây chuyện, tranh giành như thế cho chính vinh cho kéo chuông, hai cái tháp nhà thờ chính tòa của Hà Nội có 6 quả chuông cha chính vinh cho các đoàn kéo lên cùng một lúc, cứ như thể một cuộc báo động lớn năm 59 trên nền kinh tế khủng lắm, và họ hô nhau đến bắt cha chính vinh. Cha chính vinh bị bắt và cuối cùng ngài bị đai lên Cổng Trời. Cổng Trời là một cái địa ngục nhốt cho đến chết thì thôi. Cái địa ngục nhốt cho đến chết thì thôi này ở đâu vậy trời? Ngó bộ cao à nha. Mặt cao thiệt, theo như Mặc Lòng cho biết, trại giam này rất hiếm người biết tới, kể cả những nhà tù lâu năm nhất cũng chỉ nghe kể lại vì muốn lên đó phải bị kêu án 15 năm tù đối với tù hình sự, và đối với tù chính trị thì phải là gián điệp, biệt kích hay các linh mục, tu sĩ. Điểm đặc biệt của trại giam Cổng Trời là độ cao của nó, không ai biết chính xác trại nằm ở độ cao bao nhiêu, nhưng từ 2000 cho đến 2050 mét là con số được nhiều tù nhân dùng để diễn tả. Nhà tù Trần Nhật Kim, tác giả cuốn Cuộc Chiến Chưa Tàn cho biết thêm, từ trại giam Cổng Trời đi đường bộ xuống thị xã Hà Giang chừng 36 cây số, ngược lên phía bắc là huyện Quảng Bạ, nằm sát biên giới Việt Trung, chỉ cách trại khoảng 10 cây số. Qua đỉnh núi phía bên kia là biên giới, mặt trước của trại Cổng Trời hướng về đường lộ, hai bên là vách núi thẳng đứng tiếp xúc với cánh rừng già trải rộng dưới chân. Phía sau trại dựa vào sườn đồi tiếp nối với rặng núi cao, một vùng đất rộng sau trại được dùng làm nghĩa trang mang tên Đồi Bà Then, nơi vùi lấp những người xấu số. Và cuộc sống bên trong Cổng Trời được ông Nguyễn Hữu Đàn, một trong những người tù nổi tiếng nhất miền Bắc, tóm gọn như sau. Trại này có truyền thuyết là vào thì không ra, đến nay là phải bỏ xác chứ không hy vọng gì để trở về với gia đình. Trại Cổng Trời là một lò sinh sát đầy bí mật, tan bạo vào khoa học của Hà Nội. Trại này đã bí mật chôn vùi 300 anh em tù biệt kích miền Nam và hàng ngàn tù chính trị, tu sĩ và linh mục Công giáo, cũng như giới trí thức chống chủ nghĩa cộng sản của chính miền Bắc. Cái cách mà lò sát sinh bí mật này chôn vùi con người xem chừng cũng đơn giản thôi, trước hết là giá rét, hãy nghe Mặc Lòng so sánh. Những trang sách trong tác phẩm Quần Đảo Ngục Tù của Alexander Solzhenitsyn diễn tả cái lạnh giá mà người tù nước Nga đã phải chịu đựng suốt mùa đông đã đánh động con tim nhân loại bao nhiêu.
thì khi nghe người tù trại giam Cổng Trời kể lại chính bản thân họ chịu đựng cái lạnh của đất trời Hà Giang sẽ khiến cho người nghe chạnh lòng đến rơi lệ bấy nhiêu. Rồi đến đói khát, ăn thì ăn đói không có gì cả, đói điên cuồng, đói quá hóa điên. Ai trải qua rồi thì mới thấy nó khủng khiếp. Có những thanh niên không chịu được đói đập đầu vào tường để tự tử, có người dùng mảnh chai cắt viên để cho máu chảy ra mà chết. Tôi chứng kiến nhiều trường hợp như thế, đói một cách kinh khủng. Chúng tôi đói đến nỗi phải sang phân mà ăn là vì ăn hạt bo bo của Ấn Độ, mà bo bo thì cứng lắm. Thanh niên như tôi mà nhai thì cũng nhũng nhẵn, thì huống chi mấy ông già, nhai kỹ bao nhiêu thì vẫn còn phân nữa. Một nửa còn lại nguyên si nó vào xong nó lại đi ra, mà phân thì lại không có mắm muối cá thịt nên không hồi thối. Do đó các người đói quá, sau khi những người tù đi ngoài thì họ lại xúc phân đó, những toán đi ra ngoài đồng đem xuống suối rửa sạch rồi hâm lại và ăn lại cái bò bò đói. Chích đằng chỉ bình. Và đoạn người cuối là sự cách ly. Án bao nhiêu năm chẳng quan trọng, chẳng đáng kể, không một mối liên hệ với bên ngoài, không thư từ, không thăm nom, không tiền hay quà hay lương thực gửi đến không. Anh không nhận được chút gì của bạn bè hay gia đình. Anh không có quyền nhận thăm nom, không tiếp xúc với bên ngoài. Anh chỉ sống chuyên với những anh em với nhau, những người tù, những tù nhân chính trị. Thế giới của anh, nhân loại đối với anh là 200 người tù, không có những người đồng tổ quốc, đồng công dân. Với anh không có gì hết, chỉ có 200 người đồng ngục cùng một số phận. Trích Nguyễn Hữu Đàn. Cổng Trời được giải tỏa vào năm 78 trước khi Trung Cộng tấn công Việt Nam. Tù nhân được chuyển về trại Thanh Cổng. Đây là một tin vui dữ dội tuyệt vọng, vẫn như theo ghi nhận của Mặc Lâm. Cái ngày đã bị xóa sổ đến rất bất ngờ, và những tù nhân trong trại chào đón tin này với một điểm hân hoan tột độ. Người tù biết rằng mặc dù họ không được trả tự do, nhưng sẽ không phải tiếp tục sống trong cái địa ngục trần gian này. Hy vọng đó đã làm cho hầu hết tù nhân thấp là niềm tin sống sót mà bao nhiêu năm qua đã tắt ngúng trong lòng họ. Những kẻ sống sót này, mãi cho đến hôm nay, vẫn chiêm bao hàng đêm về cuộc sống quá lâu và quá tàn bạo trong trại giam mang tên Cổng Trời. Tuy thế, theo lời Mặc Lâm, chưa từng có người nào đứng ra đòi công lý như khi chính họ hoặc thân nhân của họ bị cầm giữ trong các trại tù mà không qua xét xử. Nhà nước dựng dừng như không phải chính mình ra lệnh đàn áp, và vì vậy chưa có bất cứ một động thái nào có thể nói là làm dịu bớt nỗi đau của những nạn nhân này. Trong khi chuẩn bị cho bài viết này, chúng tôi đã phỏng vấn rất nhiều người nói chuyện với những nạn nhân và gia đình họ trong và ngoài nước, đã sử dụng hàng trăm trang tài liệu chỉ với mục đích duy nhất là trả lời sự thật cho một giai đoạn lịch sử. Giai đoạn mà người Cộng sản Việt Nam bị trượt trên đà tiến của cơn lốc cách mạng Xô Viết đến từ nước Nga xa xôi. Cơn lốc cách mạng Xô Viết đã qua, tuy thế cứu trượt của những người Cộng sản Việt Nam xem chừng vẫn còn dài lắm. Theo như tin đã loan của AFI, Nga được vào hôm 17 tháng 1 năm 2012. Từ giữa năm 2011 đến những ngày cuối năm, tại Việt Nam đã xảy ra nhiều vụ bắt giữ người bất ngờ không thông qua các thủ tục được pháp luật quy định. Theo số những người bị bắt, có nhiều người theo đạo Thiên Chúa. Blogger Hàng Quân cho biết, khi bắt không có văn bản giấy tờ của bất cứ nơi cơ quan trách nhiệm nào. Cứ như lời tường thuật của ông Trực Kiều Duy Vĩnh, một người tù ở Cổng Trời hồi giữa thế kỷ trước, mẹ tôi đến Bộ Công an ở phố Trần Bình Trọng hỏi về anh con bị tù, gác cửa không cho vào. Nhưng từ nhà tôi ở chợ Hôm ra hồ Tiền Quang chưa đến 1 km, nên hầu như liên tục khi nào mẹ tôi đi đâu là mẹ tôi lại tạt vào Bộ Công an quái rầy họ. Đến nỗi người thường trực cứ trông thấy mẹ tôi là tránh mặt không tiếc. Mẹ tôi cứ đến hỏi, hỏi mãi sức họ phải trả lời, nhưng cũng mất hơn 30 năm họ mới cho mẹ tôi cái địa chỉ trại tù Cổng Trời, công trường 75A Hà Nội. Mẹ tôi lại hỏi tiếp, thế cái công trường này nó ở chỗ nào ở cái đất Hà Nội này? Họ bảo họ không biết. Tuy thế thầm mặt lòng, so với Kiều Duy Vĩnh thì người tù Lưu Nam còn bi thảm hơn. Ông không bao giờ được gặp mặt gia đình cho tới khi chết, mặc dù con cái hết lòng tìm kiếm. Con trai của ông Lưu Đức Tâm kể, ông bố ở trại giam Quý Tiến ở Hà Giang, con gọi là trại giam Cổng Trời. Trong 10 năm đó, gia đình không có tin tức gì, thì dẫu biết cũng không thể đi thăm được. Chỉ đến năm 61, gia đình nhận được bức thư của ông cụ gửi về nên mới biết ở trại đó. Lúc bấy giờ gia đình cũng không có điều kiện để đi ra thăm được, bởi vì mẹ ở nhà ốm đau bệnh tật, con cái thì nhỏ, thành ra không đi thăm được. Cho nên cứ gửi lên cho bố một ít quà qua địa chỉ đó, gửi bằng con đường bưu điện, nhưng không biết ông cụ có nhận được hay không. Tới năm 62 thì ông cụ mất, không biết còn bao nhiêu người khác nữa cũng đã mất tích theo kiểu tương tự ở trại Cổng Trời. Như vậy, sự tàn bạo và bất nhân của chế độ hiện hành không vì vậy mà ngưng lại. Ở Việt Nam hiện nay vẫn có hàng ngàn, hàng trăm vạn người vợ và người mẹ ngày đêm tức tả ngược xuôi tìm kiếm chồng con một cách vô vọng, nơi những trại tù không tên như trại Cổng Trời hồi 50 năm trước.
con người. Mãi cho đến khi nhắm mắt vẫn không có cơ hội nhìn lại thấy lại mặt con, theo như tin vừa loan của VRN, bà Maria Đỗ Thị Tuần, mẹ của phóng viên Paulus Lê Sơn vừa qua đời lúc 5 giờ sáng ngày 21 tháng 4 năm 2012 tại Thanh Hóa. Trong tháng 2 năm 2012 vừa qua, khi luật sư Trần Thu Nam báo tin mẹ của Paulus Lê Sơn lâm trọn bệnh, những người bạn đã đưa bà Maria Đỗ Thị Tuần ra Hà Nội chữa trị. Nhiều người hảo tâm đã và chuyên môn đã góp công sức để lo chữa chạy cho bà. Khi trở về lại Thanh Hóa, tình trạng sức khỏe của bà có cải thiện hơn, nhưng do đau buồn lâu ngày vì người con duy nhất và vô tội của mình bị bắt giam cách bất công, sức khỏe bà yếu dần. Khi lâm trọng bệnh, bà Maria mong gặp Lê Sơn và mong con bình an dù phải như thế nào. Chưa chết đã là đúng đầu đâu không? Túm xích anh nghe túm xích. Ông cổng qua chưa? Chạy bò. Cái đầu đó ở đâu đây? Ê ông đi vui đấy. Xấu quá. Số mày không không chết nhưng mà mày đấy, nhạt đòn chí hạng đấy. Nhạt nữa. Ui trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói lại rồi. Một cái mõm vào đây. Một chặt vào. Mấy vòng vào? Một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi. Thế thôi, không nên. Đây. Lấy dao. Chọc. Dao cụt thế. Để cạnh đập vào cung họng này. Đấy được rồi. Rò vào rồi hít vào. Ra cùn thì sao? Nhưng ra đấy. Bắt đầu chặt đi ông. Chặt đi xong nó lấy lưỡi xong chảy ra. Đây này cái mõm nó mày hất ra thì cho.
tiết nó phải chảy ong ọc cơ. Gió đánh cái cành rồi, nằm nằm thôi. Hứng nữa vào, hứng nữa nó ra ngoài, có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nó ra dốc. Đấy. Dốc rồi, nó ra dốc nó ra, đấy, giờ bắt đầu. Nó còn thở. 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 Nó còn thở.